Probiotic cho trẻ sơ sinh là chủ đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm thảo luận. Probiotic có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Video xin được gửi tới ba mẹ những thông tin hữu ích về chủ đề này. Sinh lý hệ tiêu hóa trẻ sơ sinh. Khoang miệng của trẻ sơ sinh. Ở trẻ sơ sinh, nhìn chung kích thước miệng và khoang miệng còn nhỏ. Xương hàm trên của trẻ chưa phát triển. Lợi trẻ có nhiều nếp nhăn, lưỡi trẻ sơ sinh thường dày và rộng. Các cơ nhai như cơ môi, cơ má rất phát triển, sau 3 đến 4 tháng, tuyến nước bọt của trẻ sơ sinh mới phát triển hoàn thiện. Tháng thứ tư đến năm trẻ hay xuất hiện hiện tượng chảy nước bọt sinh lý. Mầm răng cũng có thể có từ khoảng thời gian này. Trẻ có thể mọc răng sữa từ tháng thứ sáu và kết thúc khi trẻ đủ 24 tháng. Những đặc điểm này khiến cho trẻ sơ sinh chỉ phù hợp với thức ăn ở dạng lỏng hoàn toàn như sữa mẹ. Việc bổ sung probiotic cho trẻ sơ sinh là cần thiết ở giai đoạn này dạ dày và ruột trẻ sơ sinh. Chủ đề probiotic châu trẻ sơ sinh được quan tâm thảo luận cũng bởi những đặc điểm sinh lý của dạ dày ruột sau đây. Dạ dày của trẻ sơ sinh thường nằm ngang và thể tích sẽ tăng dần theo tháng tuổi. Trẻ sơ sinh có thể tích dạ dày khoảng 30 đến 35 ml. Khi trẻ được 3 tháng, thể tích này sẽ tăng lên 100 ml. Trẻ 1 tuổi có thể tích dạ dày khoảng 250 ml. Ruột trẻ sơ sinh cũng tăng dần về độ dài theo tháng tuổi của trẻ. Sau khi sinh 10 đến 12 tiếng, ruột của trẻ thường ở trạng thái vô khuẩn. Sau đó sẽ có sự xâm nhập của các loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm cả vi khuẩn có hại. Các men tiêu hóa sẽ được tiết ra dần trong 12 đến 16 giờ. Thực quản trẻ sơ sinh, thực quản trẻ sơ sinh có cấu trúc sinh lý hình chóp hoặc hình trụ. Vách của thực quản thường rất mỏng. Đường kính ống thực quản của trẻ có sự tăng dần theo tháng tuổi như sau: trẻ dưới 2 tháng, đường kính ống thực quản khoảng 0,9cm, trẻ từ 2 tháng đến 6 tháng. Đường kính ống thực quản khoảng 0,9cm đến 1,2cm, trẻ từ 9 tháng đến 18 tháng. Đường kính ống thực quản khoảng 1,2cm đến 1,5cm, trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi. Đường kính ống thực quản khoảng 1,3cm đến 1,7cm. Tìm hiểu, Probiotic cho trẻ sơ sinh, Công dụng probiotics. Probiotics chính là tập hợp những vi khuẩn sống có lợi cho đường ruột của trẻ. Chúng được biết tới với bốn vai trò và nhiệm vụ chính như sau. Probiotics tạo hàng rào bảo vệ hệ tiêu hóa. Các vi khuẩn có lợi này sẽ sinh sống và tạo ra các hợp chất có lợi. Chúng chính là lớp màng sinh học giúp bảo vệ trẻ khỏi xâm nhập của tác nhân gây bệnh. Probiotics giúp loại bỏ vi khuẩn có hại cho hệ tiêu hóa. Cơ chế của công dụng này xuất phát từ sự cạnh tranh lẫn nhau giữa vi khuẩn có lợi và có hại tỷ lệ cân bằng nên có là 85% vi khuẩn có lợi, 15% vi khuẩn có hại. Probiotic giúp trẻ tăng cường tiêu hóa tốt hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của probiotic trong việc tổng hợp vitamin và bài tiết enzyme tiêu hóa. Do đó, chúng gián tiếp giúp trẻ tiêu hóa được tốt hơn. Probiotic giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch ở trẻ. Các vi khuẩn có lợi này giúp tạo ra các gốc axit chống lại sự oxy hóa và xâm nhập của vi khuẩn có hại. Probiotic cho trẻ sơ sinh, phân loại theo bệnh lý cũng bởi những công dụng trên. Probiotic được sử dụng và chỉ định rộng rãi để hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Tiêu biểu phải kể tới một số bệnh lý và triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài do vi khuẩn E. coli, tiêu chảy do tác dụng phụ của sử dụng kháng sinh, táo bón, đầy hơi, khó tiêu, chứng bụng trẻ ăn kém, no lâu, biếng ăn với những bệnh lý nêu trên việc bổ sung probiotic là cần thiết và đem lại nhiều hiệu quả trong điều trị cho trẻ sơ sinh probiotic cho trẻ sơ sinh hướng dẫn sử dụng nhiều ba mẹ còn lo lắng và thiếu kiến thức về vấn đề sử dụng probiotic sao cho đúng cách và đem lại hiệu quả trước hết ba mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định sử dụng probiotic ngày này có nhiều dạng chế phẩm men vi sinh trên thị trường như dạng viên nén viên nang dạng siro dạng bột và dạng dung dịch Ba mẹ hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho các trường hợp sau. Trẻ sơ sinh chỉ bú mẹ, với trường hợp này, ba mẹ nên ưu tiên sử dụng probiotic dạng dung dịch nhỏ hoặc dạng bột. Dạng dung dịch ba mẹ có thể nhỏ trực tiếp vào miệng trẻ trước hoặc sau khi bú. Dạng bột có thể pha với một chút nước ấm và bón cho trẻ. Trẻ sơ sinh có bú bình, trường hợp này ba mẹ có thể pha probiotic ở dạng dung dịch hoặc bột cùng với sữa của trẻ hoặc ba mẹ nhỏ trực tiếp dạng dung dịch cho trẻ trước hoặc sau cứ ăn sữa. Loại probiotic cho trẻ sơ sinh an toàn, bổ sung probiotic cho trẻ là điều nên làm để trẻ có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc biệt là với trẻ ở giai đoạn từ 7 đến 12 tháng, trẻ đang tập ăn dặm và gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa. Khi mới tiếp xúc với thức ăn mới trẻ thường bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, và biếng ăn. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là cho bé uống cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold, thương hiệu Amano Enzyme thương hiệu được biết đến với bề dày lịch sử 121 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và sản phẩm cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold là sản phẩm đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Bởi nó được sản xuất theo dây chuyền tiên tiến và hiện đại hàng đầu thế giới. Men tiêu hóa của Nhật có các ưu điểm vượt trội hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại khác. Nó bổ sung đồng thời lợi khuẩn đường ruột và enzyme tiêu hóa. Sau khi sử dụng cốm tiêu hóa một thời gian, hệ vi sinh đường ruột của bé được cân bằng và các vấn đề về tiêu hóa được giảm xuống tối thiểu. Ngoài ra, cốm tiêu hóa Nhật Bản còn chứa các nguyên tố vi lượng nhí, canxi, kẽm, sắt, torin. Từ đó, sử dụng cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold giúp cơ thể bé phát triển toàn diện và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch chống lại các tác nhân xấu từ môi trường. 4 sai lầm khi sử dụng probiotic cho trẻ sơ sinh. Có khá nhiều sai lầm ba mẹ hay gặp phải khi sử dụng probiotic cho trẻ sơ sinh. Có thể kể đến một số sai lầm thường gặp như bổ sung thiếu hoặc quá liều probiotic. Việc bổ sung không đúng liều khuyến nghị men vi sinh xảy ra khá phổ biến. Ba mẹ nên xin ý kiến từ bác sĩ để bổ sung đúng và đủ cho trẻ. Lạm dụng hoặc sử dụng sai thời điểm probiotic. Ba mẹ nên cân nhắc sử dụng probiotic khi trẻ đang điều trị bệnh lý bằng kháng sinh đồng thời nên bổ sung đúng theo hướng dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả tối ưu bảo quản probiotic sai cách do chúng là những vi khuẩn sống nên ba mẹ cần chú ý tránh nơi nhiều ánh sáng và nhiệt độ cao nhé nhầm lẫn probiotic và men tiêu hóa đây là sai lầm thường gặp ở nhiều ba mẹ bản chất hai loại men này hoàn toàn khác nhau do đó ba mẹ cần tránh nhầm lẫn khi sử dụng chúng cho trẻ sơ sinh mong rằng video đã đem lại những thông tin hữu ích về chủ đề probiotic cho trẻ sơ sinh Chúc ba mẹ hiểu và bổ sung men vi sinh đúng cách và hiệu quả cho bé, nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo